kéo thử tí nữa. Quay quảng cáo nữa. Hyundai Solati tiếp tục là cửa lùa tự động đến từ Nga. Hôm nay bên em Rambo Auto lắp đặt trên khách từ Bình Dương bộ cửa tự động cho Hyundai Solati mã K-Man. Đây là bộ cửa đến từ Nga. Cửa này là có thể điều chỉnh được tốc độ cũng như độ rộng của cửa tùy nhu cầu sử dụng của quý khách. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng. Cửa cũng được trang bị chế độ chống kẹt. Khi mà cửa đóng vào gặp vật cản thì cửa sẽ tự chạy ngược ra trở lại. Ngoài ra khi mà nếu mà trường hợp cửa có bị lỗi hay là hết bình, hết điện thì quý khách vẫn có thể mở bằng tay được như bình thường. Nên là đảm bảo an toàn và tiện lợi cho quý khách trong quá trình sử dụng. Quý khách nào có nhu cầu lắp đặt cửa lùa đối với các dòng xe có cửa lùa có thể liên hệ bên em Rambo Auto. Rambo Auto xin kính chào quý khách. Hôm nay thì bên em tiếp tục lại lên cửa lùa tự động dấu kín nhập khẩu 100% từ Nga. Thì hôm nay bên em vừa hoàn thiện trên xe Fortuner. Đối với dòng cửa dấu kín này thì khách hàng có thể lựa chọn kèm thêm hít. Nếu mà có thêm hít thì cửa nó sẽ đóng nhẹ nhàng hơn. Còn hôm nay bên em lên cho sản phẩm cho xe này thì lắp hai cửa hai bên thì không có hít. Nhưng mà cửa đóng cũng rất là nhẹ nhàng, Đối với dòng cửa đến từ Nga thì độ bền rất là cao, tuổi thọ rất là cao, cho nên là quý khách sử dụng là yên tâm về cái tuổi thọ. Cửa đóng vào rất là sát. Đây là cửa phía bên phụ. Đây là cửa bên tài. Đối với mỗi bộ cửa thì bên em có trang bị cho mỗi cánh cửa là hai chiếc remote điều khiển từ xa, kèm theo là một nút bấm ở trên khu vực tắp lô. Đối với xe này thì bên em có lắp hai nút do hai bên cửa. Nút thì lắp đặt vào vị trí chờ đây, nhìn rất là đẹp. Đây. Ngoài ra thì đối với sản phẩm này thì bên em còn có tích hợp là tay nắm cửa một chạm để thuận tiện cho việc sử dụng của quý khách. Đây. Mình chỉ cần chạm nhẹ giống như các cái dòng xe đây. Đời mới bây giờ như Kia Carnival hay Sedona thì đều có mở tay một chạm như vậy. Ngoài ra cửa cũng có tính năng chống kẹt để đảm bảo an toàn cho quý khách hàng khi sử dụng. Đây. Khi cửa gặp vật cản thì sẽ dừng lại. Thử lại cái chống kẹt. Ngoài ra thì đối với cửa lùa tự động dấu kín này thì quý khách cũng có thể điều chỉnh được tốc độ chạy nhanh chậm theo nhu cầu sử dụng của mình. Kèm theo đó là cả tính năng điều chỉnh độ rộng của cửa. Ví dụ như là quý khách chỉ muốn mở một nửa cửa thì mình cũng có thể điều chỉnh được. toàn bộ phần động cơ của cửa lùa dấu kín này á, thì bên em lắp đặt là hoàn toàn dấu ở trong vách cửa tắp bi, thì đảm bảo là vẫn giữ lại được cái độ thẩm mỹ cho xe của mình, không có cắt chế, không có độ chế gây mất thẩm mỹ cho xe. Đây quý khách có thể xem, toàn bộ là đẹp, được dấu kín trong phần tắp bi hết. Ngoài dòng xe tunnel thì quý khách cũng có thể lắp đặt cho các dòng xe có cửa lùa như là Starex, Toyota Hiace và một số xe có cửa lùa thì đều có thể lắp đặt được. Quý khách nào có nhu cầu lắp đặt hay tham khảo các sản phẩm cửa lùa tự động thì có thể liên hệ bên em, Rambo Auto. Rambo Auto xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay bên em vừa hoàn thiện lắp đặt một bộ cửa lùa tự động dấu kín có kèm ngàm hít cho xe Toyota Hiace. Thì cửa được trang bị và lắp đặt hoàn toàn là dấu kín kèm theo có ngàm hít để đảm bảo là cửa đóng nhẹ nhàng hơn. Thì cửa sau khi trang bị, sau khi lắp đặt thì sẽ được kèm theo đó là hai remote điều khiển từ xa và một nút bấm ở trên khu vực tắp lô. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng. Cửa khi vào gần sát thì sẽ có ngàm hít kéo cửa vào. Ngoài đúc hai remote điều khiển từ xa thì trên khu vực tắp lô được trang bị một nút bấm điều khiển tại gần chỗ khu vực tài xế. Ngoài ra thì cửa cũng có tính năng chống kẹt. Khi mà gặp vật cản, khi cửa đang đóng mà gặp vật cản thì cửa sẽ tự động quay trở lại, chạy ra để đảm bảo là tính an toàn. Rồi, khi mà gặp vật cản thì cửa sẽ tự chạy ra. Ngoài ra thì ở trên xe này bên em cũng có trang bị thêm tay nắm mở cửa một chạm, như giống như trên các dòng xe đời mới bây giờ, giống như Sedona hay là Carnival hiện nay, đảm bảo là cái tính tiện khi sử dụng. Đối với cái tay nắm một chạm này thì khi mà quý khách lốc xe lại, khi mà mình khóa cửa xe lại thì cũng sẽ ngắt cái tay nắm mở cửa này, cho nên là quý khách yên tâm là khi lắp cái này rồi mà xe mình lốc rồi thì đảm bảo là bên ngoài cũng sẽ không có ai có thể mở cửa vào xe mình được. Ngoài ra thì đối với cửa tự động trang bị lắp đặt dấu kín này thì quý khách cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm khi đóng mở cửa và điều chỉnh độ rộng của cửa theo nhu cầu của mình sử dụng. Nếu mình muốn mở cửa vừa phải thì mình có thể chỉnh được, và tốc độ đóng vào mình muốn nhanh chậm thì mình có thể đều có thể điều chỉnh tùy ý mình. Ngoài ra đối với cái dòng cửa dấu kín được lắp đặt trên các dòng xe hiện nay của bên em thì cửa được nhập khẩu từ Nga 100%. Và khi mà lắp đặt rồi á, lắp đặt cửa điện tự động rồi, nếu mà quý khách trường hợp mà xe bị kẹt cửa hay là xe hết bình mà không thể sử dụng điện để mở cửa xe được thì mình vẫn hoàn toàn có thể sử dụng cái tính năng mở cơ zin theo xe được. Thì đây bên em sẽ thử cho quý khách cùng xem. Đấy, bên em vẫn giữ lại cái tính năng mở cửa zin của xe, là khi trường hợp mà xe mình hết điện hay cửa bị kẹt thì mình vẫn có thể mở bằng tay bình thường. Mở lại. Đây, khi mà cửa bị kẹt thì mình vẫn có thể mở bằng tay rồi ra, có thể đẩy ra bình thường. Đây, sau khi bên em hoàn thiện lắp đặt thì toàn bộ các cái chi tiết cũng như động cơ sẽ được lắp đặt dấu kín hoàn toàn ở trong vách cửa của xe. Ở đây quý khách có thể thấy là sau khi lắp đặt xong thì đảm bảo là tính thẩm mỹ của xe mình là không có độ chế, cắt chế quá nhiều để giữ lại cái tính thẩm mỹ của xe. Quý khách hàng nào có nhu cầu lắp đặt thì có thể liên hệ bên em. Ngoài dòng xe Toyota Hiace này thì bên em cũng có lắp đặt cho Ford Tunnel, Hyundai Starex, các cái dòng xe có cửa lùa mình đều có thể tham khảo lắp đặt được. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ bên em, Rambo Auto.